Theo dự báo lúc 6 giờ sáng nay giờ địa phương của cơ quan khí tượng Nhật Bản CMA cho biết, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines mạnh lên thành bão gọi là bão Trami. Tâm bão ở 13,4 độ vĩ bắc, 128 độ kinh đông, vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 18 m trên giây, giật cấp 10, 25 m trên giây. Đài Nhật dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục hướng về phía đảo Luzon và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 6 giờ sáng mai, 23 tháng 10, tâm bão ở 16,1 độ vĩ bắc, 125,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 23 m trên giây, giật cấp 12, 35 m trên giây. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Trami di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về phía Đông Bắc đảo Luzon và cường độ tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Trami có khả năng đổ bộ vào phía Bắc đảo Luzon, rồi sau đó đi vào Biển Đông vào rạng sáng ngày 25 tháng 10. Cường độ vẫn giữ nguyên cấp 10, giật cấp 12. Sau khi vào Biển Đông, cường độ bão có khả năng mạnh thêm. Đài Hồng Kông cũng nhận định áp thấp nhiệt đới này đã mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 65 km/h. Dự báo trong những ngày tới, bão Trami có khả năng sẽ mạnh lên, sau đó đi qua đảo Luzon, rồi vào Biển Đông vào khoảng sáng sớm ngày 25 tháng 10.